Máy massage xương điện có bị kích thích da hay không, có phù hợp với nhiều loại da hay không? Và sơ xin chào bà con ha. Cái máy massage xương điện này là đa số là phù hợp với tất cả mọi người. Nếu mà như da mình nhạy cảm thì mình sẽ chỉnh nhỏ lại, tức là cái cường độ kích thích nó nhỏ yếu lại. Còn nếu mà như da mình ít nhạy cảm, mình có thể tăng lên để cho nó kích thích mình thoải mái hơn. Và bên cạnh đó thì mình sẽ có những cái miếng dán như này, miếng dán lớn để mình massage ở những cái vùng vai, những vùng lưng. Còn nếu mà miếng dán nhỏ thì mình kích thích ở những cái vùng nhỏ như bắp tay, bắp chân, hoặc là mình cũng có thể sử dụng cái máy này để massage bàn chân đó. Nếu mà như trường hợp da mình nhạy cảm thì mình có thể sử dụng ở những cái vị trí nào mình cảm thấy phù hợp. Và cái thứ hai là mình chọn ở massage những cái vùng nào mà mình cảm thấy thoải mái. Và cái nữa là cái cường độ mạnh hay yếu tùy thuộc với loại da nha. Và bên cạnh đó thì những cái dòng máy này mình chú ý là không sử dụng cho phụ nữ có thai, trẻ em, hoặc là những người đang sử dụng những cái máy như trợ tim cô chú anh chị ha. Còn lại hầu hết là nó sẽ phù hợp với mọi người, nên là khi mình xài chưa quen thì mình nên chỉnh chế độ yếu thôi. Và những cái dòng có thương hiệu lớn như thế này thì Dr. Hồ sẽ được kiểm định chất lượng rất là kỹ trước khi ra thị trường, nên cả nhà mình nên chọn những dòng máy có thương hiệu lớn để đảm bảo về sức khỏe nha. Có gì thắc mắc thì cô chú mình có thể gọi cho Hoàng Sơn. Tạm biệt cô chú, hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.